Tôi nói chủ quán á là thêm sữa đậu nành của cô vô menu. Quán cũng gần đây à, lát nữa tôi chở cô tới đó cho biết chỗ. Khi nào cần á, gọi tôi giao cho ha. Nè 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 nè, lát bé tới, nó là không biết tôi ở đâu hay chưa. Nó tôi dọn đi đâu mất tiêu rồi, nghe chưa? À, nè, anh chủ đi đâu đó? Chị có biết chú đang ở đâu không? À, chị không biết nữa Mai à. Chị nói dối, chị ở cùng chú sao chị lại không biết? Bây giờ người lớn toàn nói dối không à. Mai nè, ngoan, có chuyện gì kể cho chị nghe. Em chỉ muốn gặp chú thôi. Dạ mong chị cho em biết chú ở đâu đi. Mai, con mới bệnh xong đó, ra đường như vậy không tốt đâu. Về nhà với ba đi con. Ừ, ba nói đúng đó, nghe lời ba đi con. Nhưng mà con chỉ muốn gặp chú thôi. Ba và dì cho con gặp đi. Dĩ Mai, em có biết tại sao ba và dì không muốn cho em gặp chú không? Nè, cô định nói tầm bậy cái gì vậy hả? Thôi Linh. Anh sao vậy? Dĩ Mai là con của anh đó, anh tỉnh lại đi. Mình về nhà nha con. Đủ rồi đó. Anh làm cha con bé đã 9 năm rồi, anh không thấy mình cần nên trả con bé về rồi hay sao? Cô mà còn nữa tôi không để yên đâu. Anh sao vậy? Dĩ Mai là con anh đó, tỉnh lại giùm em đi. Dĩ Mai à, thật ra em là con của... Cô đã bị ai gì hả? Chú! Con ngồi xuống, con mới xuất viện, đừng nên chạy. Chú nhìn xem, con khỏe rồi mà. Tất cả không là chú hết á. Mà chú ơi, sao chú lại nghỉ làm vậy? Chú không muốn cùng con chơi đàn nữa hả? Tại vì chú kiếm được công việc mới rồi, tốt hơn. Cho nên chú xin lỗi con nha. Ở đâu vậy chú? Có sao không chú? Nếu như không xa thì chúng ta vẫn có thể... Mình không thể con à. Hứa với chú, từ này về sau, con phải ngoan ngoãn nghe lời ba con nghe chưa? Bây giờ chú đi làm rồi, con về với ba con đi. Chú... Cảm ơn. Chú nói rồi, con về với ba con đi. Mai ơi, về nhà với ba nha con. Nghe lời ba đi. Hãy đi tới giao sữa hả? Dạ. Qua kia ngồi đi. Anh chú dạo này sao rồi? Có ổn không? Cũng bình thường. Còn hai đứa sao rồi? Từ ngày chú đi á, không làm kỳ đà cản mũi nữa. Chắc hai đứa hôm này nọ gì rồi hả? Chừng nào làm đám cưới? Cũng không biết nữa. Ai mà thèm cưới ông này chứ? Ông chú kỳ quá à. Nói gì kỳ vậy? Ông chú hả? Nói thiệt, từ ngày ông chú đi, tôi không làm ăn được gì hết trơn. Phải làm đụng cho bà bắt đi uống sữa. Nè, ông này, coi chừng tôi chó với ông vô nhà nữa bây giờ nghe chưa? Biến thái không? Nè, con gái bớt hôn giữ lại. Sao? Giao sữa đủ chưa đây? Chắc là đủ rồi đó. Ở ngoài mưa quá, vô đi tôi chụp cho. Chụp cho ông tấm hình. Kỳ lắm. Có gì đâu kỳ, vô đứng đi tôi chụp cho. Nhanh lên. Thôi ngồi đây nghỉ nha. Chú vô cách lộn. Từ từ lên coi. Anh chị Bảy. Gặp lại anh chị, em mừng dữ lắm. Thấy anh chị khỏe, em rất vui. Hay là tối nay nè, em mời anh chị đi nhậu, mình đàn hát, ôn lại kỷ niệm vui vẻ ngày xưa ha. Lâu rồi cũng chưa nhậu. Nhậu đi. Nhậu.
Nhậu cái gì mà nhậu? Trời đất ơi, hồi năm rồi đó, ông bị tai biến xém chết luôn. Ông đó nghe, tôi nói rồi á, không có nhậu á. Bà, lâu lâu về gặp em nhậu chết cũng được nữa. Dạ dạ, anh bình tĩnh đi. Hay là tối nay mình đi uống trà thôi, uống trà cũng vui mà chị ha. À, em thấy hai người vui vẻ vậy chắc bên đó sống vui vẻ lắm ha. Không thì không đâu bằng Đà Lạt mình đó mẹ ơi. Buồn quá. Cuộc sống mà, sống ở đâu thì phải quen ở đó. Mà thiệt, không ngờ là 9 năm trôi qua, biết bao nhiêu là thăng trầm, có quá nhiều thay đổi. Em thấy chỉ có tụi em thăng trầm là trầm thôi. Còn anh chị á, anh chị là thăng nè, biến thành Việt Kiều nè, ngon lành cành đào. Mày làm như có vợ tầng tao là sướng. Thằng gì đàn em mày á, vợ cũng khá quá trời. Anh nói thằng Hào hả? Ừ, thì cái thằng đó đó, bao nhiêu năm trời đi theo em, đâu có làm ăn được cái gì. Rồi đụng cái em đi tù, chị thấy nó mua nhà, mở quán. Trời đất ơi, chị không ngờ luôn á. Bà xã nghe em dặn nè, mai mốt mấy cái chuyện nặng nhọc á thì để cho anh làm, còn cái chuyện nào mà nhẹ nhàng á thì cũng phải làm hạn chế nghe chưa. Phải giữ sức khỏe, ăn uống á là phải đầy đủ. Bây giờ không phải là em ăn cho em đâu, mà em ăn cho đứa con trong bụng đó. Cái gì mà kỹ dữ vậy? Em cắt trái cây mà cũng không cho nữa. Không có cho, lỡ em chảy máu tay thì sao? Làm như con nít quá. Một lần đã. Sao bên em mặc áo phong phanh vậy? Tôi có. Mà lạnh bệnh rồi sao? Bữa nay trong người em nóng quá à. Nóng gì? Em nóng nóng hồi nữa anh nóng theo em luôn giờ. Đi vô trong đi. Mà chút xíu anh gọi cái cây mang vô trong cho. Đi. Trời ơi, thiệt tình nữa nha. Lấy ngồi mà mặc áo phóng phanh vậy mà được thấy thì... Anh. Gì? Biết anh cưng em vậy á, em có bầu suốt. Trời đất ơi, đi từ từ thôi, nhẹ nhẹ thôi. Ủa anh Tùng, sao lâu quá anh mới tới thăm em vậy? Có chuyện bận hả? Bữa giờ em tính gọi anh mà lu bu quá, cái em quên luôn. Mày thì nhớ cái gì mà quên? Chắc bữa nay có tâm sự không anh? Có gì ngồi xuống đây anh em mình nói chuyện. Tao hỏi mày. Dạ. Cái quán này mày mở từ khi nào? Tao đang hỏi mày đó. Ủa anh ơi, sống chưa? Ủa, anh Tùng tới chơi hả? Anh Tùng, sẵn em báo tin này, anh sắp có cháu rồi, vợ chồng em có tin vui rồi. Em vợ chồng, anh có chuyện muốn nói anh Tùng chút xíu. Chuyện gì vậy? Đi. Ở đây đông người lắm, mình ra ngoài nói chuyện nha. Mày có gì muốn nói cho tao?
trở vô tâm con nhé. Vì cha vẫn luôn tìm kiếm câu trả lời, đến một ngày con sẽ hiểu.